chào mọi người. Sao đã chín rồi nè mọi người. Còn ăn nha. Ngọt, thơm rất là mùi. Rất là ngon. Mọi người không nên bỏ qua cái món xoài này. Thơm lắm, ngọt rất là ngọt luôn. Ăn mà đã luôn á. Đúng là chỉ có xoài vườn thôi.